Tiếp theo Lê Hải xin giới thiệu một chuỗi các kỹ thuật để chăm sóc vùng cẳng tay và vùng bàn tay. Thực sự đây là một cái bài rất là tuyệt vời cho những ai mà hay phải dùng máy tính nhiều hay phải ngồi bàn giấy. Thường thường chúng ta dùng chuột nhiều, dùng bàn phím nhiều rất dễ bị mỏi cổ tay và cánh tay, và đặc biệt là các ngón tay. Và theo một số phương pháp, người ta nói rằng thì các cái ngón tay này là phản chiếu toàn bộ cơ thể. Đấy. Hay nói khác là nếu mà chúng ta massage các cái ngón tay tốt này, bàn tay tốt, cánh tay tốt thì chúng ta đã massage toàn thân cơ thể rồi. Chính vì thế thì các bạn hãy cố gắng xem thật kỹ những cái động tác và cố gắng thực hiện đầy đủ những cái động tác này. Và nếu được thì hướng dẫn cho người khác để mà ngày càng nhiều người được khỏe hơn và được lợi ích từ những động tác này. Kỹ thuật thứ nhất đó là bóp vùng cánh tay bằng lòng bàn tay. Cũng như cái động tác bóp khác thì chúng ta dùng phần lòng bàn tay như này. Chúng ta sẽ bóp, đúng không ạ? Chúng ta phần tay của chúng ta thì thường có hai phần, hai mặt. Một mặt bạn thấy là da nó nâu nâu hơn đấy. Theo y học cổ truyền ấy thì gọi là mặt dương. Mặt dương vì sao? Vì nó hướng ánh sáng nhiều, da trở nên nó sẫm màu hơn. Một mặt thì mặt âm, da trở nên trắng hơn. Đấy, tức là âm dương thì chúng ta sẽ bóp cả hai vùng này. Đây, chúng ta bóp đây. Đấy, chúng ta sẽ bóp toàn bộ, bóp mạnh và cảm giác khá là căng tức cái vùng cẳng tay. Chúng ta sẽ bóp phần từ cái khớp khuỷu xuống cái khớp cổ tay, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Chúng ta lật ngửa bàn tay, bóp mặt trăng. Tiếp theo nữa là một cái kỹ thuật rất là đặc biệt, Lê Hải xin chia sẻ với các bạn, đó là mình sẽ dùng ngón cái của mình nhé, hoặc các đầu ngón tay ấy, chúng ta sẽ di chuyển bám theo các cái bờ, các cái phần xương ấy. Nếu mà chúng ta thấy điểm nào nó đau nhức thì chúng ta hãy tập trung tay kỹ vào. Thường thường chúng ta rất là dễ tìm những cái điểm mà đau nhức, vì làm sao khi chúng ta làm việc ấy, cái tư thế tay không chuẩn này, cái tư thế làm việc dùng máy tính dùng chuột không chuẩn này, hoặc chúng ta hay làm hay phải sử dụng tay nhiều ấy, thường thường các cái cơ tay ấy, nó rất dễ bị mỏi và căng thẳng. Chính vì thế thì những cái mỏi căng thẳng đó nó tụ lại vào những cái điểm ở dọc các cái phần xương. Vì vậy mà nếu các bạn dùng các cái ngón tay nhá, các bạn có thể làm cho người khác hoặc là tự làm cho bản thân ấy, mình dùng ngón cái mình di chuyển này, mấy mình thấy bắt đầu thấy chỗ nào nó cơ nó căng căng rồi, nó cảm thấy nó tức tức và nó khó chịu ấy, thì chúng ta hãy dừng lại và tập trung day tròn. Đấy, day tròn nhìn ở đây này, hơi Lê Hải hơi có một cái chút căng cơ ở đây, đây sẽ day tròn thế này, đấy, day tròn này, đấy, nên day tròn này, đấy, hoặc là chúng ta có thể day tiến lùi như này, đẩy đẩy lên, đấy, đây là những kỹ thuật rất đơn giản thôi, nhưng mà thường thường thì kể cả những cái chuyên gia như Lê Hải cũng vậy thôi, cũng chỉ dùng những kỹ thuật như thế này thôi trong các cái xử lý những các cái đau nhức. Đấy. Đấy. Đây là chúng ta vừa tìm mặt ngoài, thế bây giờ mặt trong. Mặt trong chúng ta cũng tìm như thế. Cảm giác đau tức khó chịu nhá, là dừng lại ngay. Đây, hơi căng căng một xíu đây. Xử lý ngay. Đây tròn. Đẩy lên đẩy xuống. Đấy. Nhiều khi các bạn ấn vào đây các bạn thấy một cái luồng gì đó nó chạy xuống tận các ngón tay á. Đó là các bạn đang tác động vào các cái đường kinh lạc ấy, nó chạy xuống các ngón tay. Đấy. Đó, đây là một số kỹ thuật chăm sóc cái vùng cẳng tay, còn bây giờ là các phần ngón tay. Rất là hay. Mình sẽ chăm sóc như này. Đầu tiên là mình sẽ vuốt cầm này. Buông lỏng vai này. Cầm này, vuốt này. Trên dưới đến đầu ngón tay bám chặt lại, miết nhẹ. Các cái tay Lê Hải bắt đầu là đi ra này, mở ra. Cái này ấy không phải là Lê Hải điệu mà làm như thế đâu, mà là khi làm này này, mình đưa các cái năng lượng không tốt nó đi ra khỏi bàn tay. Đó, mình có thể làm nhanh hơn. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ miết hai bên.
Sao đấy không? Đấy. Các món khác. 1 2 Các bạn có thể làm số lần gì tùy thuộc thôi, nhưng mà thôi khoảng 50 lần thôi, không làm quá nhiều. Vì chúng ta có tận 10 ngón tay cơ. Chúng ta làm nhiều quá thì sẽ rất mất thời gian. Đó là cái ngón tay. Thế còn thế này, để mà giúp cho đầu óc chúng ta được tỉnh táo ấy và thoải mái ấy, chúng ta có thể làm động tác này rất đặc biệt. Chúng ta khum ngón tay lại, chúng ta lấy lòng này xoay này, nó tác động vào toàn bộ các bạn ấy, người cảm thấy dễ chịu này. Vì theo cái quy luật mà gọi là đồng ứng ấy, là đồng thanh tương ứng và đồng ý tương cầu ấy, những cái gì mà tên gọi giống nhau ấy thì nó tác động vào nhau. Tức là gì? Đầu ngón tay và cái đầu là tương đương nhau, rất gần gũi với nhau. Thế khi các bạn làm này, cái đầu các bạn nhẹ ngay. Các bạn đổi bên. Đó. Đấy. Thì đây là những cái các bạn có thể vuốt nhẹ này cho điều hòa trở lại, không có thể gì cả. Hai bên ta vuốt nhẹ nhàng điều hòa các cái năng lượng. Và một số người chắc cũng biết là chúng ta ví dụ là ở trong thì vuốt lên, ở dưới thì vuốt ra, thì bản chất của cái này ấy, nó đi theo các cái hệ thống kinh lạc, tức là kinh dương từ trên đi xuống, kinh âm mà từ trong đi ra, dưới đi lên này. Đấy. Vậy thì khi mà vuốt thì đương nhiên là từ trên đi xuống là vuốt này rồi, dưới đi ra là vuốt này. Và khi mà để tay này thì nó như thế này. Ok. Vừa rồi là toàn bộ các cái chuỗi cái động tác chăm sóc ở vùng vai, cánh tay, cẳng tay, các ngón tay, và Lê Hải đã chia sẻ với các bạn. Đây là những kỹ thuật nó không hề là phức tạp đâu, nó rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà vấn đề là bạn phải làm nó đều đặn, vấn đề là bạn phải làm nó thật một cách tập trung thì mới có được cái tác dụng hoàn hảo được. Nếu mà mình làm hời hợt thì chắc chắn là không đạt kết quả mong muốn rồi. Chính vì thế Lê Hải mong rằng các bạn hãy không cần luyện nhiều, mỗi lần một chút thôi, để mà các bạn chăm sóc được đôi bàn tay của mình và chăm sóc đôi bàn tay của những người thân. Chúc các bạn thành công và chúng ta tiếp tục học bài tiếp theo.